Nhịp kèo này, ông thế nào rồi? Tôi đã ngủ hơn rồi. Tôi đã nói chuyện với ông hôm qua về sự xuất sắc của Bukayo Saka, và đêm nay thì anh ấy cùng đội trưởng Aubameyang đã giữ hy vọng của mùa giải cho Arsenal, nhưng vẫn còn mong manh. Ông nói gì về điều này? Kết quả hôm nay chắc chắn đã giúp mùa giải của chúng tôi tiếp tục theo một cách tốt đẹp hơn, bởi vì giải đấu này sẽ có ích rất nhiều cho những màn trình diễn ở giải ngoại hạng. Nó giúp gắn kết mọi người khi có thứ quan trọng để cùng hướng đến. Và hôm nay, mọi thứ đã thực sự ngặt nghèo cho chúng tôi để lọt vào vòng trong với kết quả sau 2 lượt trận. Tôi đang thực sự vui với kết quả này. Thế liệu ông đã có lo lắng lắm không trong trận, nhất là khi bàn thắng thứ 2 của Aubameyang đã cần đến sự kiểm tra của VAR, khi mà chỉ một phần cơ thể thôi có thể khiến việc vị? Ông đã lo lắng nhỉ? Tôi đã lo lắng, bởi vì chúng tôi trước đó cũng đã có một bàn bị từ chối, một tình huống cũng tích tắc thôi, do đó mọi chuyện có thể xảy ra, và chúng tôi lúc đó cũng không thấy đường kẻ được. Cảm nhận của tôi đó là cậu ấy không việc vị, nhưng tôi đã không thể biết được, cho nên sự ăn mừng đã không thể như cũ, nhưng rồi thì nó đã được tính. Lúc này nói đến việc bốc thăm vòng tiếp theo, ông nghĩ sao nếu Arsenal gặp Tottenham Hotspur và sẽ phải có đến 3 trận liên tiếp? Không bao giờ biết được, khi bốc thăm sẽ luôn có thể có những cặp đấu thú vị, bởi vì có rất nhiều đội mạnh vẫn còn lại. Hãy chờ xem, còn thì chúng tôi sẽ ăn mừng hôm nay một chút đã, bởi vì vừa rồi đã là một chuyến tàu lượn siêu tốc. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ có buổi ăn tối ngon nghẻ và phục hồi thư giãn, bởi vì Chủ nhật tới sẽ lại có một trận đấu lớn tiếp tục. Chào Mikel, chúc mừng chiến thắng. Không biết trong vòng 87 phút của trận, ông đang nghĩ gì? Liệu Arsenal đã xứng đáng để đi tiếp? Khi nhìn vào sự cân bằng của trận đấu, chắc hẳn ông đã lo lắng. Không, tôi không nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng bị loại. Còn thực tế thì là chúng tôi đã biếu đối thủ 2 bàn trong 2 lượt trận. Một việc mà khi mắc phải trước bất kỳ đối thủ nào, nhất là đối thủ chất lượng như Benfica, thì bạn chắc chắn gặp khó khăn lớn rồi. Đó là lý do tại sao chúng tôi gặp vấn đề. Chúng tôi đã mắc quả penalty trong một tình huống cũng khó tránh, rồi hôm nay lại cho đi một bàn vì sai lầm cá nhân. Còn thì sau đó, để nói thì qua sự phản ứng của đội, niềm tin họ thể hiện, rồi những gì tôi cảm nhận ngoài đường biên về quyết tâm của các cầu thủ, thì họ đã mang đến cho tôi hy vọng. Chúng tôi đã thay đổi chính mình và cố gắng thi đấu nguy hiểm hơn, tấn công nhiều hơn. Và tôi đặc biệt vui về Ceballos. Cô ấy là một cầu thủ coi bóng đá như một điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Khi cô ấy mắc sai lầm, có thể khiến đội bị loại. Đó chắc chắn là một thử thách khó khăn về mặt tâm lý. Và rồi khi đó thì chúng tôi cần có những cầu thủ khác giống như Auba, Saka và cả Tierney để ghi bàn thắng, chuộc lỗi cho Ceballos. Để rồi tình thế khó khăn đó đã tạo ra khoảnh khắc thực sự tuyệt vời như lúc này. To save him and out of a difficult situation create a really nice moment. Nói về hình ảnh của đội hôm nay, Bukayo Saka một lần nữa trình diễn tuyệt vời với 2 kiến tạo. Nó đã thể hiện tinh thần thép của cầu thủ 19 tuổi. Ông thấy thế không? Đúng như vậy, nhất là khi cô ấy cũng đang chịu sức ì về thể lực. Saka đã chơi rất nhiều trận đấu và cô ấy chưa được nghỉ nhiều. Chúng tôi đã yêu cầu cô ấy ra sân tiếp và thể hiện như hôm nay. Saka đã một lần nữa làm được trước một đối thủ có sơ đồ thi đấu đầy khó khăn. Họ lùi sâu, khiến có rất ít khoảng trống, nhưng cô ấy đã tìm được cách một lần nữa. Chào Mikel, như vậy là đã 364 ngày kể từ khi Aubameyang bỏ lỡ cơ hội trước Olympiacos. Chắc hẳn kết quả như hôm nay là một điều thơ mộng trong bóng đá nhỉ? Vâng, đó cũng là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi khi cô ấy ghi bàn. Tôi đã không biết rằng VAR có từ chối hay không, khi trước đó đã có một tình huống việt vị. Vì thế, đây có thể nói cũng là vẻ đẹp của bóng đá. Nếu chúng tôi quyết tâm chiến đấu, chúng tôi sẽ có cơ hội để thành công. Nói về cả đội, ngày hôm qua ông đã nói rằng ông muốn các cầu thủ chứng tỏ được mình trước áp lực. Điều họ đã làm được. Hoàn toàn là như vậy. Chúng tôi đã có những phút giây thi đấu tốt hơn ở trận đấu hôm nay. Nhưng để nói thì tôi nghĩ mọi người đã rất can đảm để chơi được như vậy. Họ đã cống hiến hết mình qua nhiều trận đấu của mùa giải với một cường độ căng thẳng không khác. Và tôi phải thực sự cảm ơn họ với những điều họ đang cố gắng làm. Tôi nghĩ khoảnh khắc này sẽ vô cùng quan trọng trong hành trình năm nay khi chúng tôi học được cách vượt qua sự khó khăn để đạt được những điều mình mong muốn. Chào Mikel, rõ là hôm nay chúng ta sẽ chúc mừng chiến thắng, nhưng về Ceballos chắc hẳn đã rất buồn khi sai lầm ở bàn thua thứ 2. Ông đã nói chuyện với Ceballos sau đó chưa? Và có thể cho biết anh ấy cảm thấy thế nào không? Tôi thực sự vui cho cô ấy, bởi vì cô ấy yêu thích được chơi bóng và cô ấy sẽ làm tất cả theo cách đúng đắn để luôn trong tư thế sẵn sàng. Chúng ta có thể thấy điều đó qua mỗi lần ăn mừng bàn thắng của Ceballos. Cô ấy không hề có bản hợp đồng dài như đến 10 năm cho câu lạc bộ. Cô ấy chỉ đang được cho mượn thôi, nhưng đã đang cảm nhận và chống đỡ câu lạc bộ theo cách khả thi nhất. Tôi nghĩ một cầu thủ như cô ấy xứng đáng những điều tốt đẹp sẽ xảy đến. Thế thì trên cương vị huấn luyện viên, chuyện phải đối mặt với sự bất lợi về số bàn thắng trên sân khách có phải là một thử thách khó khăn không? Khi biết rằng đội sẽ cần ghi thêm bàn thắng để giành chiến thắng, ông thấy thử thách đó như thế nào? Nó là một thử thách đấy, bởi vì chúng ta đều biết chỉ cần giữ sạch lưới thì chúng tôi sẽ đi tiếp vào vòng trong, nhưng chúng tôi không thể chơi với suy nghĩ đó ngay từ phút đầu tiên, bởi vì nó sẽ tác động đến những điều chúng tôi muốn làm. Vì thế, tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi với suy nghĩ đó, và chúng tôi đã sớm với một bàn thắng thực sự đẹp. Công bằng mà nói, đối thủ đã không tạo ra được nhiều cơ hội hay cú sút nào, vậy mà cú sút đầu tiên lại là một bàn thắng đẹp mắt, một nỗ lực cá nhân, khiến sau đó trận đấu trở nên khác hoàn toàn khi không thể có hiệp phụ, khiến nó rất mở để giành giật. Chào Mikel, nói về hình ảnh và cách Arsenal đã có được chiến thắng và đi tiếp hôm nay, liệu nó sẽ là bàn đạp về niềm tin cho các cầu thủ của ông sau những gì đã xảy ra ở mùa giải? Liệu nó sẽ là điểm xoay chuyển diễn biến còn lại của mùa giải? Như một đồng nghiệp của anh vừa nói, chuyện này đã diễn ra một lần vào năm ngoái trước Olympiacos. Nó thực sự là một điều khó nuốt trôi. Chúng tôi lúc này cũng đang có một mùa giải rất lạ lùng và khó khăn với rất nhiều thử thách. Do đó, việc có được những giây phút hay, đẹp đẽ như hôm nay để ăn mừng cùng nhau, đó là một điều rất quan trọng. Ở giải đấu này, khi phải đá hai lượt trận, khó khăn sẽ luôn xuất hiện. Nó có thể là một chiếc thẻ đỏ, hoặc nó sẽ là một quyết định của trọng tài, hay cũng có thể là sai lầm để thua bàn từ sớm. Chúng tôi sẽ luôn phải đối đầu và biết mình phải có khả năng để vượt qua được. Cho nên khi có được những trải nghiệm đầy tích cực thay vì tiêu cực, thì tôi nghĩ nó luôn mang đến nguồn năng lượng và củng cố niềm tin cho mọi người vào việc cố gắng làm được như vậy. I think it's much more powerful and much more convincing from everybody to try to do it. Hi Mikel, just a word about Kieran Tierney's goal. Hãy nói về bàn thắng của Kieran Tierney. Rõ là ở những trận đấu khi gặp bất lợi, chúng ta sẽ cần những điều tuyệt vời xuất hiện, thậm chí theo cách nhiệm màu. Ở đây sự quyết tâm của anh ấy chắc hẳn là điều để giúp cho pháo thủ có thể trở lại thế cân bằng. Ông đánh giá tầm quan trọng của việc này ra sao khi Tierney giúp đội có lại được niềm tin? Do you feel how important that was, that moment to make people feel hopeful again? Hoàn toàn đúng thế, chị đã dùng những từ ngữ đúng, bởi vì đó cũng là cách tôi sẽ mô tả cô ấy. Đó là sự quyết tâm và nhiệt huyết. Với cái cách mà cô ấy trở lại sau chấn thương và cái cách mà cô ấy khao khát để cố gắng giúp đội thì nó đã là một cú hích lớn cho chúng tôi. Còn sau đó thì tôi cũng phải kể đến những sự thay đổi người nữa, bởi vì toàn bộ những cầu thủ vào sân đã tạo nên sự khác biệt. Đáng nói nhất chính là Willian. Tôi nghĩ cô ấy đã thay đổi trận đấu. Cô ấy mang đến nhiều sự điềm tĩnh hơn, mang đến phút giây đầy sáng tạo khi kiến tạo cho Tierney. Có thể nói, chúng tôi cần mọi người cùng nhau đồng lòng chiến đấu, nhất là khi giải đấu này cho phép thay đến 5 người, một điểm cộng lớn. Liệu ông đã có chút do dự nào với những sự thay đổi người không? Khi dường như khán giả hẳn sẽ muốn có Laka, Martinelli hay Bebe xuyên phá hàng thủ của Benfica sớm hơn. Sao ông lại có lựa chọn như vậy? Đó là vì đã không có nhiều khoảng trống để các cầu thủ chạy chỗ sau lưng đối thủ. Khi hai tuyến của Benfica có cự ly sát nhau, họ chơi 4-4-1-1 rồi thì 5-3-2 tùy lúc. Họ đã thực sự lùi sâu thành khối, không có nhiều khoảng trống để chạy khi mà Benfica đã dăng ngang chiếc vòng cấm địa. Chúng tôi sẽ cần cầu thủ có thể mở khóa hàng phòng ngự này với khả năng xử lý chất lượng trong phạm vi hẹp để tạo ra cơ hội, và tôi nghĩ Willian đã thực sự hữu dụng đêm nay. Chào Mikel, như vậy là Aubameyang đã có trận đấu hay hôm nay và mùa giải này đã đầy thử thách. Liệu Aubameyang đã chứng tỏ được rằng ông có thể tin tưởng anh ấy trong những trận cầu lớn khi cơ hội xuất hiện? Tôi hoàn toàn tin vào cô ấy, bởi vì chúng tôi đã tạo ra được những cơ hội mà Aubameyang như đã biết khi có cơ hội cô ấy sẽ ghi bàn. Vài hôm trước ở trận lượt đi, cậu ấy đã bỏ lỡ 3 cơ hội mà thường thì sẽ là 3 bàn thắng cho cậu ấy. Cho nên hôm nay, cậu ấy sẽ cần phải phản ứng lại. Và nó thật tuyệt khi thấy cách cậu ấy làm được nó, vượt qua sự buồn bực, cố gắng chơi hay hơn thay vì tự cảm thấy buồn bản thân. Tôi thực sự hài lòng với cách cậu ấy thể hiện hôm nay.